Okidoki, như đã hứa thì hôm nay Trang sẽ có một cái video nói về chiến lược quảng cáo tối hôm nay. Hiện tại mọi người biết là hôm nay bây giờ chính xác là 12 giờ. Ok, chính xác là 12 giờ khuya luôn. Chính xác là 12 giờ khuya của Trang, ok. Mọi người biết không? Khi mà mình càng làm ra nhiều tiền á, càng giàu có đó, thì cái người mà đi làm ra nhiều tiền sao? Nhiều trách nhiệm, nhiều việc. Nên khi mà trên đôi lúc mình ước là ước gì tôi được cái nhiều tiền, nhưng mà mọi người không có biết là khi mà nhiều tiền đó, nó đánh đổi với cái thời gian. Cái chữ thời gian nó rất là quan trọng. That's why mà trong những cái những người mà họ càng giàu có, họ càng thành công, họ quý cái thời gian lắm. Ngồi nói chuyện mà giống như là nói chuyện mà qua loa đó, người ta không có thời gian để nói chuyện với mình, đi thẳng vào vấn đề và giải quyết vấn đề cho họ xong rồi họ làm chuyện của họ. Ok, so chiến lược quảng cáo nè. Ok, nói về Khang Linh đi, và anh chị em muốn kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất là chỉ có 3 chương trình thôi, là dễ nhất, nhanh nhất. Và nếu mình muốn giỏi ba cái chương trình này thì mình phải học chuyên sâu vào ba chương trình này. Hỏi cái nào ra business podcast là đi vô liền. Ok, điều kiện gì? Monthly credit card sale là 12%, 12.000 up. Ok, từ 12.000 trở lên, không tiền âm trong bank statement, không có nợ công ty nào hết, thì đưa vô là chắc chắn là vay được, vay ít vay nhiều gì đó nha. So focus về cái đó nếu mà muốn kiếm tiền nhanh, rất nhanh và rất dễ. So 120.000 chủ tiệm nail trên nước Mỹ, 32 triệu business tại nước Mỹ. Mình nói mình không có khách hàng là do mình, và ngày do cái lý do ngày hôm nay thì Jen sẽ giải thích ha. Cái chương trình thứ hai để kiếm tiền nhanh nhất và dễ nhất là cái chương trình mua nhà cho thuê hoặc là cash out cái nhà cho thuê đó, với hai điều kiện thôi. Bây giờ ngân hàng nó có quá nhiều điều kiện mà bây giờ mình chỉ có hai điều kiện thôi để được 4 đến 5% tiền lời và chương trình 30 năm như một ngân hàng thực thụ. Ok, hai điều kiện: một, credit 680, hai, 25% down minimum. Hoặc là nếu mà cash out cái nhà đang có, đang cho thuê, đã pay off rồi thì cũng credit 680 và cash out maximum là 75% cái value LTV, cái value của cái nhà đó hiện tại. Dễ không? And then cái number 3, số 3, mua apartment, mua khu chung cư. À, chung cư là gì? Từ những cái unit là từ 5 unit trở lên gọi là apartment, hay là multifamily commercial, ok? Hoặc là retail center là gì? Apartment đi, back to để trên giải thích. Apartment có nghĩa là từ 5 unit trở lên mà giống như người ta cho thuê ở đó. Bây giờ đi ra để trái để phải thấy những khu chung cư nào nó xây lên cả 50 unit, 70 mấy unit, 100, 150 unit lận. Để chi? Để giống như là cho thuê vậy đó. Thay vì người ta mua chỉ một căn nhà cho thuê thôi thì bây giờ cùng một lúc có 100 tenants ở trong đó. Thì đây là một cái dạng đầu tư mà ngân hàng, cả tư nhân, cả bất kỳ ai cũng muốn cho vay trong cái chương trình này. Nên khi mà nộp hồ sơ vào á, nó rất là nhanh, nhanh hơn những cái dạng nhà kho, nhà chứa đồ, hay là những cái property, hay là những cái tài sản mà nó không thực sự có giá trị, hoặc là nó không thực sự đem nhiều tiền vào rental income, tiền cho thuê, tiền mướn đó, và nó có nhiều rủi ro quá. Còn cái apartment ai cũng cần một cái mái ấm hết, ai cũng cần một cái nhà để ở hết, nên apartment nó không ế ẩm là vậy. Đó, mua apartment đưa vô rất nhanh, giải quyết hồ sơ rất là nhanh. Hoặc là vay tiền để mua shopping center or mall, những cái shopping center mà giống như là chợ thương, khu trung tâm thương mại mà đi shopping á, thực sự bây giờ nó đang risky, nó đang rủi ro rất nhiều. Đưa hồ sơ vô ngâm đến 1 tuần 2 tuần kia mới đại loại là có kết quả thôi, hoặc là mình trả lời say no right away. Còn lại cái retail center thì half and half, tùy cái loại retail center nữa. Nên có nhiều người khách hàng họ không có hiểu là phải gửi cái địa chỉ của cái retail center mà người ta đang coi để mua đó, người ta phải gửi cho mình coi.
Để anh chị để xác định là ngay cái chỗ đó, địa chỉ đó phải là cái vùng trung tâm đô thị hay không, hay là nó nằm ở một cái vùng gọi là ngoại ô, hay là cái vùng population là cái dân số ở đó nó có đủ để mà nó có bớt rủi ro. Ví dụ dân số ít quá, không có nhiều business thì cái xác suất foreclose, xác suất khai bankruptcy nó nhiều hơn là những cái nơi mà đô thị đông đúc và good location, địa điểm tốt lành. So nó có nhiều vấn đề, nhưng nhớ cho Jen là minimum 85% cái apartment đó, cái khu chung cư đó phải có 85% minimum gọi là tenant occupied, có nghĩa là 80% trở lên những người đang mướn ở trong đó. Chứ bây giờ mua một cái apartment mà để trống thì càng khó cho vay, tại vì đó là những cái chương trình giống như là ngân hàng say no, private lender cũng say no, 30 năm là không bao giờ được rồi. Tại vì nó không có cái nguồn income hiện hữu, nó không có produce any cash flow. Ok, nó không có cái thu nhập nên nó phải dùng đến hard money. Thì hard money là một câu chuyện khác thì Jen sẽ giải thích sau. So, shopping center hay là retail center cũng vậy, là những cái khu mà cho thuê mặt bằng đó thì phải có ít nhất, ví dụ 10 cái unit thì phải có ít nhất là 8 unit trở lên đang cho mướn có tiền vô, thì còn 2 unit kia từ từ tính sao, vẫn thì đưa hồ sơ vô rất là nhanh. So nếu mà mọi người muốn kiếm tiền thì focus vô đây. Ok. Ok, để thành công trong ngành này á mọi người, Jen sẽ lặp lại nhiều là bạn phải học giỏi, bạn phải hiểu biết, bạn phải cái này cái kia. Nhưng Jen cũng là người mới bắt đầu ngày xưa, cách đây 10 năm, cũng chập chững rất nhiều, nhưng mà Jen lanh lẹ một cái chỗ, nhạy bén một cái chỗ là Jen làm cái gì đụng tới quảng cáo, Jen sẽ lên một cái kế hoạch quảng cáo sao cho đạt chỉ tiêu. Đạt chỉ tiêu như thế nào? Đây là năm phương thức quảng cáo hot nhất trên thị trường của Mỹ. Hot nhất luôn. Ok, gọi là social media, Facebook, YouTube. Facebook phải post mỗi ngày, phải educate people, phải introduce yourself, phải sell yourself, phải giới thiệu bản thân của mình, phải giới thiệu những cái knowledge, những cái trí hiểu biết, hay là những cái thông tin gì, những gì mình đang làm mình phải chia sẻ mỗi ngày. Nhiều khi mình đăng lên mình expect, mình mong đợi là người ta gọi cho mình, người ta vay được tiền, người ta cho mình make money. Hiểu cái tâm lý ai đi làm cũng muốn make money, nhưng anh chị em phải hiểu là mình làm được gì cho họ, cho đối tượng khách hàng của mình. Bây giờ 100 người là 100 ý khác nhau rồi, khách hàng 100 người là 100 câu chuyện khác nhau rồi, 100 hồ sơ khác nhau rồi, và 100 cái thời điểm khác nhau, 100 cái nhu cầu khác nhau. Nên Facebook, Jen sẽ nói nhiều sau xí nữa. Ok, Facebook nha, dùng Facebook phải triệt để tận dụng, bất kỳ hình thức quảng cáo nào phải tận dụng triệt để, và anh chị em phải thông minh, phải làm việc thông minh thì mình mới chiến thắng được. Ok, so cái điểm thứ hai là cold calls. Mọi người biết không, mỗi ngày mình nhận bao nhiêu cuộc gọi, gọi là scam, gọi là marketing, nó gọi nó hỏi đủ cái chân, bao nhiêu cuộc gọi. Trên điện thoại của Trên nhận không dưới 10 cuộc, tin không? Ok, cold call nó crazy ở Mỹ lắm. Người ta còn gọi đến 9 giờ tối cũng cũng còn còn gọi, thứ bảy cũng còn gọi, người ta work crazy. Mình chưa quất đủ đâu mọi người. Jen sẽ chia sẻ cái schedule, cái ngày xưa đó Jen làm việc như thế nào sắp tới nè. Ok, email trong cái hộp thư inbox của mình mỗi ngày á, mình nhận bao nhiêu cái thư rác, bao nhiêu cái spam, bao nhiêu là everything nó đều quảng cáo về email. Ok, nên đó là một cái chiến lược khác nữa. Nếu mà mọi người coi qua và mọi người phải áp dụng tất tần tật các chiến lược này thì anh chị em mới quả may là có được khách hàng. Ok, YouTube, yes, phải share những cái gì ở trên 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 mạng, trên YouTube. Bây giờ là người ta coi YouTube nhiều, người ta coi trên mạng video rất là nhiều, người ta rảnh, người ta học, là người ta lái xe, người ta bật lên, người ta nghe cho nó đỡ chán, đỡ buồn, something like that. Hoặc là mình show cái video, mình cũng build cái trust nhiều hơn là mình chỉ viết hoặc là hình ảnh thôi.
So nó là một cái next level, là một cái ngưỡng cửa khác nữa để Jim sẽ chia sẻ sau. Ok, đặc biệt text marketing, this is crazy. Cold call người ta don't like it. Người ta không thích call ai chân, số lạ người ta không bắt máy, đúng không nào? Rồi email nữa, email người ta dục hết vô cái spam, hoặc là người ta lock cái email không ai gỡ được hết. Ok, nhưng mà text message Jen sẽ chia sẻ nhiều hơn một tí nữa. Are you ready? Nếu mà làm ngành khác, nếu mà đi bán bảo hiểm, nếu mà đi làm nail, nếu mà đi bán tiệm boba tea, nếu mà làm nhà hàng, Jen sẽ không hỏi câu này. Nhưng check yourself again, one more time, and answer this question. Hãy kiểm tra, hãy kiểm định lại chính mình một lần nữa coi, và trả lời những câu hỏi này. Are you ready to make a lot of money? Mình muốn nhiều tiền, nhưng mà thực sự nhiều khi mình không có sẵn sàng để làm ra nhiều tiền đâu. Phải không nào? 7 tỷ người trên thế giới, ai mà không muốn nhiều tiền? Right? Me too. I'm sitting here midnight, you know, 1-2 giờ sáng rồi, Jen vẫn ngồi đây và Jen nói là tại vì Jen muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng mà mình có ready chưa? Mình có sẵn sàng cho cái việc là mình muốn kiếm nhiều tiền chưa? You know? Câu hỏi thứ hai. Are you ready to work like 100 times harder than now? Bạn có sẵn sàng để làm việc 100 lần hơn cái sự khó nhọc hơn là bây giờ không? Bạn có sẵn sàng không? Ai cũng sẵn sàng muốn kiếm tiền hết, mà không có ai sẵn sàng, you know, làm việc một gấp 100.000 lần hơn, gấp 100 lần hơn, cực khổ hơn. Đúng không nào? Câu hỏi thứ ba. Are you ready to make as much as sacrifices as you can? Bạn có sẵn sàng để hy sinh nhiều, thật là nhiều như là bạn có thể không? Hy sinh nhiều lắm. Trên ngồi đây, trên không có thời gian cho con cái của trên. Không được ôm con để ngủ. Đúng không nào? Đúng vào lúc 12 giờ mấy, mà lúc tối thứ bảy nữa. Trên phải hy sinh những cái điều đó để có được những cái mình muốn. Và trên luôn nói là pay a price and get what you want. Phải trả một cái giá rất là đắt để mình có được cái điều mình muốn. Are you ready? Ok. Trên phân tích cái job của Jen á, nó giống như một doctor, một vị bác sĩ vậy đó. Bác sĩ chữa bệnh về ung thư, chữa bệnh những cái căn bệnh hiểm nghèo. Thì mình cũng là một bác sĩ trong ngành ngân hàng. Và chữa bệnh là gì? Bệnh cần tiền. Đúng không nào? Bệnh cần tiền trong cái dấu ngoặc kép. Bệnh cần tiền. Bác sĩ bệnh sức khỏe thì sao? Nghe qua, ê, tôi đau bụng. Đau bụng bên trái, bên phải. Ồ. Phía dưới, phía trên, nhấn nhá vài cái là người ta biết, là người ta kê đơn liền, kê toa liền. Giống như bên trên cứ nghĩ mình là một vị bác sĩ giải quyết những cái nan đề, những cái vấn đề về tiền bạc, về, you know, vay mượn. Ok. Và trong cái bác sĩ về vay mượn này, nó có 3 điểm. Thứ nhất, đã làm bác sĩ phải high education. Có nhiều người bác sĩ phải học 12 năm, 15 năm, 18 năm, 20 năm, hết cả một cái quãng đời luôn. Đóng bếp bao nhiêu tiền, mấy trăm ngàn luôn. Right? Cái thời gian crazy, khủng khiếp. Để lấy được gì? Lấy được cái knowledge. Bây giờ anh chị em đóng vô 5 ngàn, 25 ngàn, 100 mấy ngàn để học một cái ngành mà anh chị em cũng expect, cũng mong đợi là mình sẽ kiếm được nhiều tiền tương đương với một vị bác sĩ. Trên có liệt kê là 300 đến 700 ngàn một năm. So, anh chị em đang làm một cái job của một người bác sĩ. Anh chị em đủ gớt không? Đủ si nhê để mà chơi cái trò chơi này không? Thứ nhất, đầu tư về education, về knowledge. Trên không có yêu cầu là mọi người phải, you know, giờ phải đi học bằng gì cho cao hết trơn á. Không phải. Nhưng mà Jen chỉ mong đợi là những gì Jen chia sẻ ra qua video, qua sách vở hay là qua trên Facebook, mọi người làm ơn, you know, đọc, nghiên cứu, ngẫm nghĩ, suy gẫm thật là kỹ để làm chi? Để next time, lúc đầu Jen giúp được, nhưng mà lần thứ hai cũng the same scenario,
cũng là tình huống như vậy, thì chính bạn phải là cái người nỗ lực đủ, tìm hiểu đủ, đọc đủ, suy nghĩ đủ và thông minh đủ để chi? Bạn đứng lên, bạn trả lời, bạn đối đáp lại với người khách hàng đó. Chứ không phải cái gì cũng chị Jen, cái gì chị Jen ơi giúp em, chị Jen, người ta hỏi một câu basic mà vẫn phải đi email cho chị Jen là trọng. Jen sẵn sàng để giúp các bạn. Thực sự là như vậy. Ok, nhưng mà các bạn nhớ khi các bạn đưa một người khách hàng nói chuyện với Jen thì người ta muốn tiếp xúc với Jen và đưa hết khách hàng qua Jen hơn là các bạn. So, đây là một cái mà Jen nói thẳng và nói thật. Thực sự Jen không có muốn lấy giống như lấy khách của anh chị em. Jen muốn, Jen chỉ là một cái người có thể là một năm sau nữa Jen sẽ lui về hậu trường và Jen sẽ mướn một số những người staff nhân viên ngồi đây để nói chuyện với các bạn, giải thích lại cho các bạn, the coach, người huấn luyện các bạn, anh chị em, chứ không còn là Jen nữa. Jen sẽ đi lui về hậu trường rồi, maybe retire, nghỉ hưu đâu đó rồi. Ok, so nó sẽ phải tận dụng những cái lúc này để mình học hết, mà người ta nói một cái gì suy gẫm in hết ra. Trên lúc nào đi theo mình cũng là một cái notebook, một cái viết, lúc nào cũng ghi xuống hết, viết ra suy gẫm tại sao là nó là như vậy. Next time người ta cũng gọi hỏi y một câu, y một cái tình huống như vậy thì mình phải là nhớ là ê lúc như vậy, ok được rồi, mình sẽ trả lời như thế. Ok, the knowledge number one, một người doctor. Number two, số 2 là handle deadly patients. Tại sao một người doctor có thể làm được khoảng 500 ngàn một năm mọi người? Nếu mà expect mọi người phải làm ra nhiều tiền như một doctor, không còn gói gắm như là 20 ngàn năm, 30 ngàn năm, 50 ngàn năm, 80 mấy ngàn một năm, 100 ngàn một năm, bị stuck right there. Nó không lên được nữa. Tại vì khi mà lên được là anh chị em phải đủ trình độ để mới lên được. Đúng không nào? Một vị bác sĩ cũng vậy. Những cái người bệnh tật này kia, bệnh ung thư, bệnh này kia, bệnh kia, người ta phải chữa. Để chi? Chứ không là người ta chết. Bây giờ cái job của cái financing nó cũng vậy đó. Nếu mà anh chị em thấy người ta vay chục ngàn, 20 ngàn, anh chị em thấy bình thường. Nhưng mà trong cái vị trí của Chen á, Chen thấy những cái vị trí như là họ vay 200-300 triệu, họ vay 5 triệu, họ vay 10 triệu, không có là họ không thể tấn tới, họ không thể phát triển được, nên cũng đó là một cái dạng deadly khác nữa. Điểm thứ ba của một người doctor, nếu mà anh chị em biết có người quen hay là người thân làm doctor, anh chị em sẽ hiểu, người ta không thể share cái stress cho bất kỳ ai, người ta cũng không thể share bất kỳ information nào của cái người patient của mình, của cái người bệnh nhân của mình. Jen cũng vậy. Tất cả những numbers, tất cả những cái tình huống, tất cả những câu chuyện của những người vay tiền tỷ, có tiền triệu, có tiền chục, có trên nắm hết, nhưng mà ở trong cái tấm lòng của mình, ở trong tâm trí của mình và ở trong cái đầu của mình thôi. Mình không thể share bất kỳ ai được hết. Việc stress như thế nào thì Jen sẽ chia sẻ tiếp. Ok. Trên có cái chữ đổ mồ hôi thấy không? Nó có ba cái giai đoạn trong cái chiến dịch quảng cáo của Jen. Trên gọi cái giai đoạn thứ nhất là đổ mồ hôi, cái giai đoạn thứ hai là sôi nước mắt, cái giai đoạn thứ ba là người giàu cũng khóc. Ok, it's fun. Trên muốn làm cái chương trình, cái video này nó sounds like that. Thực sự là như vậy. Đổ mồ hôi chỗ nào? Lúc mới mà nó bầm dập vô cùng, chữ nghĩa thì mình không có rành, mà lại post lên Facebook này kia, mình ngóng hoài, rồi nó cũng vô mấy khách hàng mà nó không giống ai hết trơn á, rồi mình cũng cần tiền mà, đúng không? So, trên làm một thời gian, trên thấy không có thông rồi, không có ok. So, trên phải đổi kế hoạch, trên phải lên một cái chiến lược mới, ok? Và chiến lược này trong vòng 2 năm đầu tiên, trên sống được nhờ nó và trên làm ra tiền cũng nhờ nó, và từ đó mới có khang lên đinh sau này, chứ bây giờ là cái thời gian khởi nghiệp nè. Đây là cái schedule, thời gian biểu mỗi ngày của Jen. Jen làm việc hơn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày mọi người. 7 ngày một tuần, 24 trên 7, Jen không có nghỉ cái giờ nào được hết. Mọi người imagine một cái người mà có thai á, không được nghỉ ngơi, hoặc là sinh con xong cũng không được nghỉ ngơi. Vừa trên cái bàn sinh xuống là phải tiếp khách hàng,
nói chuyện với khách hàng, tư vấn khách hàng. Mọi người imagine, hãy tưởng tượng nếu bạn là tôi thì bạn sẽ có than cực hay là không. Ok, 6 giờ sáng bắt đầu tới 8 giờ sáng là Jen phải viết ít nhất, chuẩn bị ít nhất 3 bài viết về vay tiền hoặc là thiết kế một cái flyer để chi, để chuẩn bị cho đăng Facebook ngày mới. Ngày nào cũng vậy trong 2 năm đầu tiên nha. Đăng để chi? Để introduce, để giới thiệu, để tiếp tục giới thiệu mỗi ngày, educate people, cách làm sao vay mua nhà nè, cách làm sao vay a business nè, cách làm sao vay mua nhà cho thuê nè, cách làm sao ngày hôm nay, ngày mai post bài, cách làm sao để mà mua commercial nè, cách làm sao để mua cái này mua kia. Tận dụng những cái gì đó mình biết để mà mình viết ra, để mình học tiếp như nó, để cho có thể những cái điều mình biết người ta chưa biết, nên mình cứ share. Và đôi lúc cũng phải chia sẻ những cái câu chuyện riêng tư hay là một câu nói nào đó nó cảm động mình thì mình nói ra, mình chia sẻ để mình connect, để mình kết nối với audience của mình, là những khán giả, những người bạn của mình trên Facebook, hay là những người mà họ admire mình, họ khâm phục mình, họ họ thích mình, thì họ cũng add friend mình, đúng không? Thì Jen coi những người đó như là một những người khán giả của mình vậy đó. Ok, mỗi ngày mình phải connect với audience của mình. Ok, 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng. 8 giờ sáng đến 8 rưỡi sáng là ăn sáng hoặc là làm vệ sinh hay cái gì đó. Ok, cho được 30 phút. Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, mọi người, trong vòng 2 năm liên tục, mỗi năm là 365 ngày, không có nói là Jen có ngày weekend, tối thứ 6 rồi nghỉ ngơi, tối thứ 7 rồi nghỉ ngơi, Jen không có cái đó. 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, Jen nhắn tin quảng cáo đúng, exactly 1.000 số phone một ngày. Nếu mà 999 số, Jen cũng kiếm thêm một số để xin nhắn tin. Bởi vì Jen thấy cái sự nhắn tin nó quá là hữu nghiệm đi. Có thể bạn nhắn ngày hôm nay tự nhiên vô 5 cục gọi, nhắn tin ngày mai 10 cục gọi, nhắn tin tiếp nữa. Mọi người thì nhắn tin, có thể nhắn tin 2-3 ngày không có mén nào gọi luôn, hiểu không? Nhưng thành công nó đâu có đến overnight đâu mọi người. Thành công nó sẽ là một cái gì đó nó kinh khủng khiếp, nó đến mà nó từ từ nó đến, mà nó lựa người nó đến. Nó đến đúng thời điểm khi mà mình sẵn sàng. Và Jen làm như vậy trong vòng 2 năm thì kết luận một điều là Jen dư sống. Ok. So nếu Jen không có muốn, tại vì mỗi cách, mỗi người nó sẽ khác nhau, chiến lược của mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng mà hôm nay Jen chỉ không có muốn nói xa xôi, Jen chỉ muốn chia sẻ đây là cái schedule, đây là cái thời gian biểu dành cho marketing của Jen. Jen sẽ không làm trong vòng 2 năm đầu tiên tham gia vô Khang LinkedIn á, bạn không nên làm cái gì khác ngoại trừ cái việc nhắn tin để quảng cáo hết trơn á. Jen nói thật, nếu mà thực sự đi theo ngành này, bám sát ngành này, có nhiều người giống như là thử thôi có được không? Nhưng mà anh chị em phải đủ thông minh để nhận ra được rằng ngành này nó lớn đủ, nó mạnh đủ, tiền ở hết ở đây, cả nước Mỹ luôn. Nói về bất động sản, không có gì ngoài bất động sản và business hết. Đó là hai cái mà giúp cho nền kinh tế của bất kỳ một đất nước nào nó đi lên. Sao không thể nào mà mình nói, ồ tôi không có khách, không có khách là do mình. Ồ, sao mà gửi deal nào vô nó cũng say no, không có deal nào cũng say no là cũng do mình. Mình gửi không đúng người, đúng không nào? So, Jen sẽ muốn tiếp theo cái phần này, tại vì đôi lúc sợ cái video nó hết limit á. Ok, Jen sẽ làm cái video thứ hai nha. Mọi người click vào nhớ để coi video thứ hai nè.